Rồi chúng ta nhớ mình đi học mình dành cái năng lượng cho buổi học. Rồi, đừng phân tán năng lượng. Đi nào. Hôm nay là thứ ba học số phức. À, phương trình số phức. À, phương trình số phức mình xong hai buổi. Buổi 1 thì mình học cái dạng bài cơ bản. Một thì mình sẽ học cái câu mà thật ra thì cũng không lâu lắm không thi rồi, lâu lắm không thi cái những cái dạng giải phương trình cơ bản rồi. Bởi vì đây là học 3 năm đổi đây nhá, từ năm 22 đến năm nay thì cái phần giải phương trình số phức này nó sẽ là câu 9 điểm đấy, nó sẽ là câu thứ tư trong chương số phức này. Chương số phức thì học có 5 câu và thường nó là chương thứ tư. Thì cái câu thứ tư đấy thật ra thì nó liên quan nhiều hơn, nghĩa là nó có cái dạng bài liên quan đến buổi thứ hai nhiều hơn. Chứ hôm nay cũng là một buổi khá là nhẹ nhàng thôi, cái dạng bài đơn giản. Nào, phần nào các bạn đi tiếp. Đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn một bài tính căn bậc 2 của số phức. Căn bậc 2 của số phức. Rồi. Thì ở đây mình có được và định nghĩa trước này thì mình có của set là đáp lý khi và ghi định căn bậc 2 của số phức set là số phức W khi mà W bình phương lên được đấy. Để ví dụ như là căn bậc 2 của 4 nó là số căn bậc 2 của số 4 thì nó là thật ra không phải 2 cộng trừ 2 bởi vì như thế cho dễ hiểu nhá. Căn bậc 2 của một số thì là một z là W khi mà W bình thì được z. Ví dụ như là căn bậc 2 của 4 chẳng hạn thì mình được cộng trừ 2. Đó, bởi vì cộng trừ 2 bình lên thì mình được số 4. Rồi. Nào, bây giờ đến nhá. Căn bậc 2 của số phức. Tìm. Bước số 1. Là các bạn sẽ gọi bây giờ thì bạn sẽ cho z và cái mình đang cần phải tìm là W nhá, Z và sẽ cho rồi. Cái mình đang cần phải tìm W. Vậy ở đây mình sẽ gọi W. Bạn thích gọi là A cộng BI cũng được. A cộng BI đúng không? Gọi W là A cộng BI. Rồi, và bước số 2, bây giờ mình sẽ có như đã nói, nếu mà W là căn bậc 2 của Z thì mình có được W bình phương thì được Z nhé. W bình phương thì được Z. Rồi và từ đây mình sẽ, đây chính là hai cái số phức bằng nhau. Vì đây là một số phức này, vì đây là một số phức này. Mà hai số bằng nhau thì giải bằng cách là thực bằng thực. Ví dụ có số liệu cụ thể A bằng nào. Đó. Và đây chính là cái hệ phương trình mọi người. Đây sẽ là một cái hệ phương trình là các bạn giải hệ phương trình thôi. Đến bước 3. Các bạn giải hệ phương trình. Hệ phương trình thường là mình dùng phương thế nhá. Thường là mình dùng phương thế nếu mình giúp ở đáp án còn lại rồi thay vào phương trình còn lại đấy. Ở đây thường là mình dùng phương thế. Đó, sau đó thì mọi người sẽ tìm được A và B. Tìm được A và B. Mà tìm được A và B xuyên số W xuyên là W. Rồi, tiếp theo một số cái đặc biệt mình có thể nhận được công thức luôn. Thì ở đây thì cho một cái ít nhá. Trong cái tip này nhớ nhanh mà mình không phải làm ba bước này nữa. Đối với một số bài ví dụ như đề bài thì các bạn cho là A dương thì mình có được là căn bậc 2 là cộng trừ căn A thì không nói làm gì rồi,
Ví dụ như là số 4 chẳng hạn, như vừa nói đấy, ví dụ như số 4 đấy, 4 là một số lớn không? Vậy thì căn bậc 2 của 4, căn bậc 2 của 4 thì là cộng trừ, căn 4 là cộng trừ 2 đúng không? Nhưng mà bây giờ này có một cái trường hợp là mình hay gặp hơn, đó là khi mà A âm. A âm thì mình có được cái căn bậc 2 của một số âm nhé. Căn bậc 2 của một số âm là, mình nhìn công thức nhá, là cộng trừ căn của trừ A nhân Y. Viết đi rồi thầy sẽ có cái ví dụ để mọi người hiểu vấn đề ngay. Nếu mà A là một số âm thì căn bậc 2 của A, căn bậc 2 của A đấy là cộng trừ căn của trừ A nhân Y. Thì ví dụ cho mọi người như là bây giờ mình được là số âm 4 rồi. Âm 4. Thì âm 4 sẽ có hai cái căn bậc 2 này, âm 4 sẽ có hai cái căn bậc 2, đó là cộng trừ này căn của trừ trừ 4 nhé. Trừ trừ 4 là 4 nhân y. Đó, và đây nó chính là bằng cộng trừ căn 4 thì là 2 cộng trừ 2y. Rồi mình kiểm tra đây đúng không bằng cách nào? Mình kiểm tra cái đúng không? Mình kiểm tra là căn bậc 2 của âm 4 có phải là cộng trừ 2y không, bằng cách định nghĩa này. Căn bậc 2 của một số, căn bậc 2 của z là w, khi mà w bình phương thì được z. Vậy bây giờ mình bình cái này đúng không? Nó phải ra bằng mấy? Nó phải ra bằng trừ 4 đúng không? Thì mình bình cái này nào, bình thử cái này. Ở đây mình có được là cộng trừ 2y mà bình lên thì cộng hay trừ bình thì mất nhá, mất mất cái dấu này này, mất cái dấu trừ đằng trước này. Hai bình là 4 đúng không, nhân y bình đó, và y bình bằng trừ 1 không, y bình bằng trừ 1, vậy thì đây chính là bằng trừ 4 đúng không. Đó, vậy thì căn bậc 2 của trừ 4 thì sẽ là cộng trừ 2y. Một cái nữa này, một cái bật ra luôn, đây là những cái trường hợp mà những cái trường hợp dễ, mọi người không phải là ba bước nhá. Khi nào ấy nó cái W là cái số z của mình, cái số phức của mình cần tìm căn bậc 2, nó là một cái biểu thức mà nó có y thì mình mới là ba bước này thôi. Còn những cái số ví dụ như là âm 4 thì mọi người bật ra luôn cộng trừ 2y, hay là ví dụ như là trừ 3 đi, trừ 3 thì nó có hai căn bậc 2, đó là gì, nó có hai căn bậc 2 là cộng trừ căn của 3, trừ trừ 3 là 3 đúng không, nhân y. Đây, đó, cộng trừ 3y thì là căn bậc 2 của âm 3. Hai đó là cộng trừ căn 5y không? Rồi, thì không cần phải làm ba bước nhá. Bây giờ mình sẽ đi ví dụ cho các bạn một cái câu mà mình cần phải làm ba bước thì mình mới ra được căn bậc 2 này. Phát cho cái tờ bài tập ngoài với các bạn. À, thì đây mình có được là, nếu mà căn bậc 2 thì mình có được W bình hoặc Z. Mà câu này thì mình phải có bình phương hai bên đấy. Đây mình có hai bình. Đó. Căn bậc 2 của số phức nghĩa là tỷ lệ thì bạn đã đưa đề bài cho nhá, đã đưa đề bài cho. Rồi, đến đây các bạn nhân bung nhá, bung nhá. Đây mình sẽ có được là A bình cộng một hai A bình. Rồi số cuối nhập hộ thầy luôn nào, số cuối là bao nhiêu nhỉ? Trừ B bình không? Trừ B bình bằng, và đây chính là hai cái số phức bằng, mà hai số bằng nhau thì mình có được là thực bằng thực, thực về vế trái bằng thực về vế phải, ảo về trái bằng ảo về vế phải. Ở đây mình sẽ có được là tương đương với, ở đây mọi người nhìn thấy thực ở bên vế bên tay phải của mình là A bình trừ B bình đúng không? A bình trừ B bình là phần thực này, bằng phần thực bên vế bên tay phải là bằng số 4. Phần ảo bên vế trái là 2AB bằng phần ảo bên vế bên tay phải là 6 căn 5. Rồi và ở đây mình sẽ chia, ở đây thì mình thấy chia cho hai được này, rút gọn đi, AB bằng 3 căn 5. Rồi, vậy thì đến hết bước 2 là mình có được cái hệ này. Rồi bây giờ đến bước 3. Bước 3 này bây giờ mình sẽ giải hệ này. Bây giờ mình mục tiêu phải tìm AB nhá. Mục tiêu phải tìm AB. Vậy bây giờ tìm AB kiểu gì? Đó là đây mình dùng phương pháp thế. Đây đã bảo mọi người rồi. Đến bước 3 này, mình giải phương pháp, giải hệ phương trình. Thường mình dùng phương pháp thế. Thế cũng nghĩa là mình rút luận ra phần còn lại.
mình rút một ẩn ra thử còn lại thì câu này thầy sẽ rút A hoặc là rút B ra từ cái phương trình thứ hai này rồi thế lên cái phương trình đầu tiên. Đó thì ở đây rút B nhá. B thì bằng là 3 căn 5 chia cho A. B thì bằng 3 căn 5 chia A, rồi mọi người thế nó vào phương trình số 1. Thì từ đây mình sẽ có được là dùng đầu suy ra đâu. Nào, thế cái B bằng 3 căn 5 chia A vào cái số 1 này. Vậy thì mình được là A bình này trừ đi B thì bằng là 3 căn 5 trên A rồi tất cả bằng 4. Rồi vậy tương đương với A bình này trừ đi cái này là 9 nhân 5, 9 nhân 5 45, A bình bằng 4. Mọi người quy đồng khử mẫu, quy đồng khử mẫu, mẫu tương trung ở đây là A bình. Cái này chưa có gì để thiếu A bình này. Vậy nhân vào được A 4 đúng không? Cái đủ rồi này, trừ 45 này. Cái này thiếu A bình đúng không? 4 A bình. Rồi vậy tương đương với đẩy hết sang một vé nhá, A 4 này trừ 4 A bình trừ 45 bằng 0. Rồi và đến đoạn này thì đây là phương trình bậc 4 trùng phương. Đó thì thời gian giải nó như bậc 2 đúng không? Nhưng muốn ẩn đây không phải ẩn A, ẩn đây là gì? Mình hiểu ẩn đây là ẩn gì? A bình không? Mọi người hiểu vấn đề không? Ở đây ẩn A bình nhá. Đó, vậy thì ở đây mình sẽ có được một cái bấm phương trình bậc 2 nào. Ẩn đây là A bình. Đó, bấm máy tính đó. A bình bằng giải phương bậc 2 bình thường thôi. 1 trừ 4 trừ 45 9 với cả 5. Rồi, vậy thì cái nào chắc chắn nó loại rồi. Cái nào chắc chắn loại? A bình AB vẫn là phải là số thực nhá. A với cả B ở đây vẫn là phải là hai số thực nhá. Vậy thì ở đây mình có được là trừ 5 loại đúng không? A bình không thể bằng trừ 5. Thì mình có A bình bằng 9. Rồi, thế chỗ thầy viết lên trên này nhá. A bình bằng 9. A bằng 3. A bằng trừ 3. Rồi, bây giờ mình tìm nút B là sao thôi. Thì mọi người vào cái bằng số 3. Ờ, 3 căn 5 và trừ căn 3 trong AB thì tụi mình được một số z nhé. Bây giờ mình có được z 3 căn 5 y và z 5 y. Rồi ở đề bài nó hỏi kỹ hơn một chút, đề bài nó bảo là z 1 với z 2 có phần thực z có phần thực dương, vậy phần thực là z1 mình để số ở bên trên. Từ đây mới có tìm A và B. Từ đây mọi người tìm được A với B. A ở đây sẽ là số 3. B thì sẽ là số căn 5. C là số 3. Và D là trừ căn 5. Và cuối cùng thì bạn cả chữ B cũng sẽ chạy 2A B. À, nhân 2 nhân 3 là 6 đây. Đi căn 5 trừ đi 3 cộng 5 hết 6 trừ 3 còn 3. Kết quả cuối cùng của bài này là bài có thể gọi tắt cái cụm này thì mình trừ căn được. Đó. Viết bằng chữ hoặc là viết bằng ký hiệu tùy. Căn bậc 2 cộng trừ nhau phải có 2 cả cộng trừ căn bậc 2 của z. Ở đây mình sẽ có được là bình này, bình phương 2 lên bằng z nhá. Trừ cộng 2 thì đây là đáp bình, cộng trừ bình thì mất căn bậc 2 của z. Đó, vậy tương đương với A cộng B đi thì mình có A cộng B đi z thay z vào thay đi bài cho trừ 1 căn 3. Rồi tiếp theo bình lên theo bình ở đây thì mọi người đã có một câu giống cái này rồi đúng không? Thì nhập luôn A bình này trừ B bình này. Đó, cái này là B bình
đó thì nó bằng trừ b bình thì thực ra là a bình trừ b bình nhá. Rồi cộng với cả 2ab cộng 2ab cộng b bình trừ b bình cộng với cả 2ab 2 là bi trừ 1 cộng 4 căn 3. Rồi sau đó thì mọi người cho đây là hai số bằng nhau thì mọi người cho thực bằng thực a bằng a về bên tay trái bằng phần thực bên phía phải một phần ảo bên về bên tay trái là 2ab bằng phần ảo bên về bên tay phải là 4 căn 3. Rồi mọi người rút gọn cái dòng dưới chia cho hai được thì a bằng là 2 căn 3. Rồi sau đó mình thế mình rút từ ở dòng thứ hai rút ẩn b ra mình rút ẩn b ra b thì bằng 2 căn 3 chia cho a. Rồi mọi người lắp lên lại dòng thứ nhất lắp nó vào dòng đầu tiên đó, rút rút từ hình thứ hai ra thì phải thay vào dòng thứ nhất nhé. Ừ. Thì ở đây mình sẽ có là a bình trừ b 2 căn 3 chia cho a tất cả bình một. A trừ đi 4 3 3 12 trừ đi quy đồng khử mẫu cái trên một này nhân A bình cái đủ trừ 12 đẩy sang A bình A 4 12 bằng 0. Rồi. Thế là mọi người tìm được 2A đấy. 2A bình chứ. Ẩn đây là A bình nhé. Mấy cái bạn lớp 8, lớp 9 thì mình phải đặt A bình bằng T. Thế là T bình đúng không? Thôi bỏ qua bước đấy nhá. Bỏ qua bước đấy cho nó ngắn gọn. Ẩn đây là A bình. Mọi người bấm máy tính giảm đi bậc 2 như bình thường. Nghiệm ở đây sẽ là nào giải rồi đọc một giải nghiệm với. 4 4 với cả trừ 3 thì ở đây mọi người thấy là trừ 3 đây loại này a bình bằng 4 a bình bằng 4 vậy thì hai trường hợp a bằng 2 với cả a bằng trừ 2 ở tôi đã tìm được b b sẽ bằng lắp 2 vào đây thôi 2 chia 2 hết nhá a b bằng căn 3 3 với trừ 4 vậy thì 3 với trừ 4 đấy đúng không? Cái loại 3 đây là cộng trừ căn 3. Vậy đây mình có được là A và căn 3 lắp vào đây. Căn 3 trên căn 3 này. Còn số 2. B trừ căn 3 lắp vào đây. Thì căn 3 trên căn 3 thì mình có phải là trừ 2 đúng không? Rồi đây mình tìm được hai số phức. Nhưng mà đề bài nó bảo là căn bậc 2 có phần ảo âm. Có phần ảo âm, phần ảo là B đúng không? Phần ảo âm thì mình lấy cái này nhá. Bỏ cái này luôn này, đỡ phải viết. Tại vì mình lấy cái này. Có tính tổng. Tìm A thì B thôi. Đề bài không yêu cầu mình tìm W mà đề bài yêu cầu mình tính. Vậy thì tính luôn nhá. S bằng A căn 3 cộng với B vậy thì nó sẽ là trừ căn 3 A trừ căn 3 vào nhân căn 3 B bằng trừ 2 vào. Được trừ 3 trừ 2 là trừ 5 mình C đó đúng mình là đáp án C. Ok các bạn rồi bạn tạm thời đang giải sở hệ vũ trình nha mọi người về cách ra một bài để tí nữa mình tính tính tiếp theo dẫn mọi người cách vào máy tính đã mình tính tiếp cái phần còn lại sau. Như sau này cái biểu thức này sẽ có đôi chút cái sự khó hiểu nhé bởi vì trong chương trình học phổ thông các bạn thì nó không được đề cập tới một số ký hiệu nó không được đề cập tới thế nên là nó như này các bạn chuyển về chế độ complex trong máy tính đã mode 2 đối với tất cả các máy mode 2 nào sau đó này
đối với máy 580 đối với máy 570 là ship tiếp. Rồi sau đó mọi người rồi trên cái nhập là alumin, cái này ký hiệu mà mình trong dịch vụ thông thích thì thật ra nó là một cái, nó là cái góc cái tiêu mở cái trục đích mà thôi, tạm thời mọi người cũng không được nhìn đến cái này cả, nhưng mọi người nhập có thể cái biểu thức là bằng cách đó là đối với cả máy 580 thì mọi người bấm là option hình như số 1 luôn đúng không? Còn còn máy 570 thì là ship 2 mấy đấy? Máy nào dùng 570 đấy? Ship 2 1 à? Đó. Rồi chia cho 2. Đây. Đây là một cái biểu thức dùng để tính các bậc 2. Và trong các thời phổ thông mình không đề cập tới những cái ký hiệu như thế này nên là cho nó hơi bị khó hiểu một tí. Rồi nha. Cái số thuốc bệnh nguồn tịch bấm CLC cái Z này. Bấm CLC. Ví dụ nha, mọi người bấm thử một câu để xem mình làm đúng này. Bấm thử câu số 6 ấy, ra số đẹp thì mình nhìn được hơn. Ở đây mình có được áp bấm bấm thử đâu là tôi lặp lại bấm thử thôi, bấm CLC ở đây là mình muốn tính câu 6 đấy, thầy đang thử câu 6 trừ 3 cộng 4 y đấy, nó ra được cái gì? Ra được cái gì các bạn? Đọc kết quả bằng cái gì? Ừ, 1 cộng 2 y, nó ra được là 1 cộng với cả 2 y thì bấm máy tính nó chỉ ra được một cái căn bậc 2 thôi, thì mình phải tự lấy một cái tự lấy cái số đối của nó. Mọi người nhìn này, hai căn bậc 2 của mình sẽ là hai số đối nhau không? Căn 3 về 2, cái này trừ căn 3 trừ 2 đúng không? Thì cái một cái căn bậc 2 nữa thì sẽ là trừ 1 trừ 2 y nhá. Rồi, bạn nào chưa biết bấm giơ tay để hỗ trợ nha. Hệ số ABC là hệ số trừ y, có nghĩa là hệ số thức ABC của mình. Nếu mà ABC là có nghĩa là không trừ y đấy, trừ y trả như bình thường mà máy tính của mình cũng bình thường nhá. Nếu mà ABC của mình nó là số thực, là số 3, số 5, số 7, số 3, số 5, số 6. Đó thì mọi người có thể tính của mình cũng có thể ra được hiệu suất nhé. Thì ở đây ghi là và có một cái lưu ý đó là kể cả nó ra được hiệu suất nhé, kể cả nó ra được hiệu suất thì hai cái nghiệm phức đấy nó vẫn thỏa mãn được hệ thức VS nhá. Hai cái nghiệm phức của cái phương trình bậc 2 này thì nó vẫn thỏa mãn được cái hệ thức VS. Vì rất nhiều bài nó sẽ liên quan tới sau khi mình tìm ra được nghiệm rồi, nó bảo mình là cộng trừ nhân chia lại với nhau, các nghiệm lại với nhau. Thì ở đây mình vẫn phải nhớ là vẫn thỏa mãn hệ thức VS nhá. Thì ở đây thêm một cái ý nữa đó là nghiệm phức. Vẫn thỏa mãn. Có nghĩa là đọc lại một lần nữa nào, nhớ biết là z1 cộng z2 ẩn đấy, không phải x2 chỉ bằng là trừ b trên a đúng không, z1 nhân z2 thì bằng là c trên a. Đó, mọi người xử lý tiếp để bạn nó sẽ không phải chỉ hỏi là nghiệm bằng bao nhiêu đâu, mà lấy cái nghiệm đấy, lấy cái z1 và z2 đi cộng trừ nhân chia nó lại nữa. Thì cái loại một này thì cũng không có gì để phải nói thêm cả. Thì thôi nhá. Hay làm một câu này.
cho mọi người hình dung như nào. Đó là làm thử câu 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 9 đi. Làm thử câu 9 đi. Câu 9 mình có là Z bình cộng 6Z cộng 13 bằng 0. Rồi Z1 là số phức có phân đạo âm. Ok, nào, vậy thì bây giờ mọi người nhìn thấy cái hệ số ABC ở đây là ba số thực này. Vậy thì các bạn bấm máy tính giải như bình thường. Các đọc thầy hai nghiệm ra này. Bấm máy tính giải bậc 2, giải phương trình bậc 2 như bình thường. 1, 6, 13 là hệ số của nó. Ra được hai nghiệm là bao nhiêu? Trừ 3 cộng với cả 2i à? Với cả trừ 3 trừ 2i. Đó, thì máy tính của mình cũng tính ra được hiệu suất nhá. Từ từ, đâu là Z1, đâu là Z2 đã đúng không? Z1 là số phức có phần đảo âm. Phần đảo âm vậy thì ở dưới nó phải là Z1. Đây là Z2 đúng không? Phần đảo âm. Đó. Rồi và sau đó thì bài yêu cầu mình tính số W. Mình có được W bằng là Z1 cộng 2 lần Z2. Lắp vào thôi. Quá đơn giản, không chả phải viết gì cả. Z1 là trừ 3 trừ 2i. Z2, 2 lần Z2 nhá. Nhân 2 vào đây này. Thì mình được là trừ, thế nhập luôn này. Nhân 2 vào đây mình được là trừ nhân 2, nhân 2 vào 2 này. Mình được trừ 6 đúng không? Cộng với cả 4i. Trừ 3 trừ 6 là trừ 9. Trừ 2 cộng 4 thì được cộng 2i. Rồi. Đó. Vậy đáp án chính là trừ 9 cộng 2i là bằng D. Đó. Nhưng cái phương trình cũng gì phải có thêm này. Nào, bây giờ đến trường hợp thứ hai. Đây mới chính là cái trường hợp mà mình cần phải học này. Rồi, nào, thì đến đây mình giải nhá. Thì nếu mà ABC mình có chữ Y, tiên là mình không có máy tính nhá. Ta bấm cái giải phương bậc 2 của cố gắng bấm thử chữ Y ở đây, nó không ra được cái gì cả. Đó, nếu mà ABC của mình nó có chữ Y trong đấy thì không thể nhập ABC vào trong máy tính được để mà giải phương trình được. Đó, thì câu này mình sẽ phải làm như sau này. Đó là bây giờ mình phải quay lại cái cách giải của năm lớp 9. Nếu mà giải máy tính thì các bạn giải nhá. Nếu mà giải phương trình bậc 2 mà mình không dùng máy tính, chính mình học rồi, mình làm nhau nhỉ? Nghiệm xấu không tách được, nghiệm xấu thì sao? Nghiệm căn kiếp thì sao? Lớp 9 rồi thì có nghiệm xấu thì sao? Tính gì? Tính delta. Đó, tính delta nhá mọi người chú ý. Giải này. Mọi người tính delta này. Để mà giải phương trình bậc 2 mà không dùng máy tính thì mình phải tính delta. Delta bằng cái này. Thì không hiểu sao cứ bị nói một người ông nào nói cho tôi trên mạng là điều gì. Nó sẽ nhỏ hơn 4 lần đấy so với delta đấy. Rồi. Sau đó thì bây giờ mình sẽ làm sao? Đó là cũng vậy. Delta. Thì cái dạng này cũng học xong. Thì cái delta nó sẽ được số phức nhá. Vì ABC có chữ Y mà. Nó phải mình nó có 5 số phức. Thì đây chính là căn bậc 2 của số phức này. Mình vừa học. Nếu lần này thì mình phải tính luôn cho nó nhanh. Đó, hoặc là làm tự luận thì cũng tương đối cái bậc đây. Rồi. Và sau đó thì mình dùng công thức. X1, X2 trừ căn delta chia cho 2a. Nếu mọi người dùng delta thì công thức là như này. Có delta phẩy. Nếu có delta phẩy thì công thức thì sẽ là trừ b phẩy căn của delta chia cho 2a. Z bình cộng với 1. Z bình trừ đi 2 nhân 1 cộng 3i nhân Z cộng 2i trừ 5 là 0. Rồi, thật. Vậy câu này mình làm như sau này. Đấy là ABC.
C mình được là mọi người tính cho thầy cái delta ra mình giải được trí. Thì câu này nhá, thầy nhìn thấy là B có số 2 này, chia hết cho 2 này thì mình dùng delta phẩy nhá. Mình dùng delta phẩy. Phẩy ra bỏ số 2. Thì mình còn lại là sau đó một cái trừ 9 nữa cộng 5 ở đây là 1 trừ 5 là 8 cộng 5 rồi sau đó nào sau đó một cái hai của delta phải định luôn cho nhé bằng máy tính luôn cho nhé mình ra được là 1 cộng 2 y phải tính cho bạn rồi đây một người giải luận cũng được rồi mà thôi bấm cho nhé. Bấm với trong quanh căn của Luna ký hiệu dòng ký hiệu góc a mũ a a mũ của x chia 2 1 cộng 2 y đúng không rồi nhá rồi và các bạn không cần phải lấy số đối của nó nữa các nhìn vào trong công thức này công thức của mình nó sẽ có hai nghiệm cộng trừ đúng không vậy thì ở đây nó đã có sẵn rồi nghĩa là mình không phải lấy số đối đâu các bạn hiểu vấn đề không thì đây nó là cộng trừ căn của delta phẩy rồi đó thì mình chỉ cần lấy một nghiệm dương thôi thì tí nữa sẽ là trừ cái nghiệm dương này thì nó sẽ là nghiệm âm rồi đó vậy thì ở đây công thức của mình đã có sẵn cộng trừ rồi thì mình chỉ cần lấy nghiệm dương thôi nhá không cần phải lấy số đối của nó nữa và bây giờ này mình có là phương trình có hai nghiệm phương trình có hai nghiệm là x1 bằng trừ b phẩy thầy x1 viết công thức nhá x2 thì thay số luôn này căn của delta phẩy chia cho a nhé mình dùng delta phẩy mình chia cho a thôi vậy thì trừ b phẩy b phẩy của mình bỏ số 2 đi này đó là trừ 1 cộng 3 y vậy trừ thêm số trừ vào nữa thì trừ trừ thành 1 thành hết nhá đó, còn 1 cộng 3 y căn của delta phẩy thì là 1 cộng 2 y rồi chia cho a đây là số 1 này chia cho 1 rồi vậy thì từ đây mình ra được là mình có được là 2 cộng 5 y mình ra được cái chỗ này này đó căn bậc 2 thì mình biết cái rồi x2 đây là số lượng nhá số lượng trừ về trừ căn delta trừ ba thứ hai đi thì mình có hai nghiệm là hai năm đi đúng không? Rồi, ok. Nào, câu 16 trên bảng này. Câu số 16 nhá. Rồi các bạn nào đang làm dở cái câu mà các bạn đang làm thì mình cũng chưa câu 16 thôi. Câu 16. Rồi mình làm tiếp. Câu 16 thì thấy khá là nhiều bạn hỏi. Câu 16 mình làm như sau này. Cho M là số thức biết rằng phương trình z bình bằng không có hai nghiệm phức trong đó có một nghiệm có phần ảo là bằng một rồi có hai nghiệm phức và trong đó có một nghiệm phần ảo bằng một vậy thì bây giờ này mình làm như sau này thì thầy gọi cái nghiệm đấy ra gọi nghiệm của phương trình hiện tại có dạng là thì bài nó bảo là cái nghiệm đấy có phần ảo bằng một đúng không phần thực thì không biết đúng không phần thực thì không biết thì phần thực gọi là a nhá phần ảo chính là b không và phần ảo một thì
Rồi sau đó này, mình làm động tác như sau. Đã là nghiệm thì sao? Đây là tất cả những cái câu có khá là nhiều câu ở dạng này. Thì đề bài chú ý, các bạn chú ý nhá, khi mà đề bài nó bảo là cho một nghiệm rồi thì mình chỉ việc lắp cái nghiệm đấy vào đây thôi thì nó phải đúng thôi. Nghiệm của phương trình có nghĩa là lắp vào đây nó phải đúng. Và có nhiều câu mà sau nó hỏi thế lắm đấy nhá. Đó, nghiệm của phương trình có nghĩa là lấy cái z bằng a y ở đây, như vậy đề bài cho rồi thì lắp nó vào chỗ này là xong thôi. Vậy từ đây mình sẽ có được là mình được suy ra là lắp cái z bằng a y vào. Bởi vì nghiệm một phương trình mà lắp nó phải đúng. 5 không trừ 1 chắc hiểu đúng không? Y cộng MA cộng 5 bằng 0. Rồi. Phần thực là phần không trừ y ngắn nhé, phần thực thì nó có a bình, nó có trừ 1, nó có MA, nó có 1. Đó. Tuần nhỉ? Nào, phần thực bên này và phần thực bên này. À, phần lúc nào thầy cái sau mà bằng nhau thì thực bằng thực ảo. Đó, phần thực bên này đây, cái này là bằng không không? Rồi, phần nào nào? Phần nào ở đâu? Phần nào là phần còn lại thôi đúng không? Cộng M đúng không? Là phần nào đúng không? Bằng phần nào về này bằng mấy? Đúng bằng không. Số không ở đây phải hiểu là không cộng không y nhá, nghĩa nào và phần thực của mình đều bằng không hết. Rồi đây mình thế thôi, đây mình thế. Thầy nghĩ là mình sẽ rút M ra. Rút M là dòng dưới ra thay vào dòng trên. Rút A là không hay gặp nhất. Ta là mình phải thế vào hai chỗ, thậm chí còn bình phương nữa, thì rút M ra thế và luôn cái dòng bên trên này là đẹp nhất. Thì chúng ta mình rút M ra, M là trừ 2A này, cái M ở đây, cái M ở đây bằng trừ 2A thì mình sẽ có được là A bình M bằng trừ 2A đúng không, trừ 2A nhân A nữa cộng 5 bằng 0 tương đương với được là a bình trừ 2 a bình thì bằng trừ a bình trừ 1 đại quan có được là a bình bằng 4, vậy a bằng cộng trừ 2. Rồi đề bài hỏi gì? Tổng mô đun của hai nghiệm, tổng mô đun của hai nghiệm, vậy a bằng cộng trừ 2, vậy thì em có hai nghiệm này là z 1 thì bằng là a bằng 2, 2 cộng y và z 2 bằng là trừ 2. Đó, lắp cái này vào cái a này thôi. Mình tìm a là mình tìm được hai nghiệm rồi. Rồi, tổng mô đun đúng không? Tổng mô đun z 1 thì sẽ bằng là mô đun cái này mình nhận luôn nhá, căn của 4 cộng 1 đâu? Căn 5 đúng không? Cộng với cái này cũng là căn của 4 cộng 1, cũng là căn 5 nữa. Vậy thì căn 5 cộng căn 5 thì là 2 căn 5 nhé. Rồi đây là kết quả của bài 2 căn 5 của bạn A. Ok, mọi người làm tiếp nào. Đó, câu nào mà gặp vấn đề thì sẽ hỗ trợ mọi người.